Ok, em chào các bác nhé. Chào mừng các bác đã tiếp tục quay trở lại và đồng hành cùng với Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Ngày nay thì Tuấn Anh sẽ xin phép giới thiệu cho anh em về một chiếc xe cũng mới cập bến cửa hàng bên em. Đó là một chiếc xe Toyota Vios bản E xịn sản xuất năm 2011, biển Hải Phòng. Cái này thì đã qua hai đời chủ rồi, mới ra tên biển Hải Phòng từ năm 2021. Và với cái giá thành thì hiện tại là bên em đang chào bán là 250 triệu đồng. Vâng, bỏ ra cái số tiền là 250 triệu đồng mà quý khách hàng đã sở hữu được một chiếc xe, đó là một chiếc Toyota Vios 2011 bản E số sàn, tên tư nhân biển Hải Phòng, xe đen không lỗi. Tất nhiên thì cái dòng Vios này thì đến 100 con thì đến 1.000 con nó qua dịch vụ. Đấy, còn đâu thì con này thì nó cũng qua dịch vụ rồi, cốt bít em chưa đóng hết nên nó hơi kênh. Vios là một trong dòng xe gọi là lồi đồng cuối đá, một trong dòng xe quốc dân, một trong dòng xe có thể nói là phá không hỏng luôn. Đây, chúng ta tiện bật thì chúng ta xem luôn. Ở cái phần đít này, phần đít của chiếc xe thì các bạn thấy đây, tất cả những cái đường chỉ cho đến tất cả cái đường máng nước của chiếc xe thì nó cũng không có đâm đụng tai nạn, không ngập nước. Máy con này thì khá là chất, máy thì khá là ok và rất chất lượng. Đây là phần da răng đúc của chiếc xe, đầy đủ hết cho xe. Với một cái tầm tiền hơn 200 triệu đồng mà quý khách hàng đã sở hữu được một chiếc xe Toyota Vios sản ở đời 2011 như thế này thì cũng khá là ok. Đặc biệt thì đây là một chiếc xe bản E xịn. Thực ra bản E và bản Nimo thì nó không đáng hơn nhau khoảng vài chục triệu thôi. Nhưng nếu quý vị mua bản E thì nó có độ an toàn hơn và nó nhiều tính năng hơn so với những cái bản Nimo. Kể cả từ cái hệ thống đương kính chỉnh điện hay là cụp xòe hay là tất cả mọi thứ thì với cái bản E này nó là nguyên bản thì nó ít khi nó bị hỏng lắm. Bản Nimo thì nó là cái bản lưng nên là đôi khi nó có thể là nó trục trặc, nó có thể là nó ấy. Xe thì nói chung là rất là cứng, chuông xe. Và giá 250 triệu thì bên em sẽ bao rút hồ sơ. Và tất cả từ những cái hệ thống đèn cho đến tất cả mọi thứ của chiếc xe thì cũng khá là đẹp và khá là chất lượng cho anh em. Đèn đóm thì đã được dán lớp viền mạ chrome cho đến từ cái phần tai gương, cho đến phần nẹp chân kính, cho đến tay lắm mở cửa thì đã được trang bị khá nhiều đồ chơi. La đăng đúc 4 bánh theo xe, dàn lốp của chiếc xe thì khá là mới. Dàn lốp của nó thì còn đến tầm 80%. Các bạn chạy khoảng tầm đôi ba vạn nữa thì không phải thay lốp. La răng đúc là la đăng tăm nguyên bản và đăng kiểm chiếc xe thì còn đến tháng 5 năm 2022. Tất cả từ tay ốp mở cửa đều mạ chrome rất sạch sẽ. Con này thì khá là ổn định cho anh em. Vậy thì quý bà con, cô bác, anh chị em nào quan tâm về cái chiếc xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng qua số hotline của em là 0816662386 hoặc 0971255863. Lốp dép của nó thì khá là lành và rất là bền, cũng như là rất là dày tăm, dày rãnh, đúng không ạ? Ở một cái tầm tiền như vậy thì các bạn cũng có thể là mua được nhiều, có nhiều sự lựa chọn ở cái tầm tiền hơn 200 triệu. Nhưng Vios thì nó là biệt, nó khá là lành và các bạn mua về chạy dịch vụ hay là gia đình ấy, chạy gia đình thì cũng khá là ổn định, đúng không ạ? Dòng này thì nó tiết kiệm nhiên liệu, máy 1.5 thì nó ăn tầm khoảng 7 lít thôi, trung bình là 7 lít trên 100 km, đấy là ở tất cả các cung đường. Và cái độ chi phí sửa chữa của nó thì khá là ít. Độ chi phí của nó thì sửa thì rất là ít và lành, nói chung là lành. Vì sao? Thì vì những cái tính năng như vậy nên là chiếc xe nó luôn được mệnh danh là một mẫu xe quốc dân của Việt Nam. Rất ổn định luôn, khá đẹp. Và bây giờ chúng ta sẽ mở phần khoang nội thất ra xem bên trong. Nội thất thì cái bản E này thì đời 2010 trở lên thì cái vô lăng của nó sẽ là vô lăng méo. Cái vô lăng này nó sẽ méo, chứ không phải là vô lăng tròn như những đời 2009, đúng không ạ? Và ở cái phần ghế thì được trang bị nội thất ghế da. Ghế da và cái tay tất cả những cái phần ốp ghế thì đã được mạc đã được ốp một lớp vỏ rất là đẹp. Trần của nó là trần nỉ nguyên bản theo xe. Hệ thống gương kính chỉnh điện và các bạn phân biệt ở cái phần tắp đi này cũng rất là dễ so với cái bản Nimo và bản E. Đây là phần gương cụp xòe. Vâng, tất cả của nó thì rất là đẹp cho anh em. Keo chỉ thì khá là ổn định. Thực ra thì bỏ ra một cái tầm tiền hơn 200 triệu thì đây là một chiếc xe khá là ok. Chiếc xe con này thì bên em đang bán là 250 triệu đồng. Bên em sẽ bao rút hồ sơ cũng như hỗ trợ vận chuyển trên mọi miền tổ quốc cho quý khách hàng. Vậy quý khách hàng cũng như quý bà con, các bạn anh chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc Vios này thì hãy nhớ nhấc máy và alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng để có thể là biết được cũng như cập nhật được tất cả những cái đường chỉ của nó còn khá là đẹp cho anh em.
rất xịn sò, đúng không ạ? Tất cả mọi thứ từ lắp cabo cho đến cốp sau của nó hay là những cái cột kèo của nó còn rất là nguyên zin, rất ok, đúng không ạ? Phần cốp này thì chúng ta vừa xem rồi, đúng không ạ? Giờ chúng ta không bật lên nữa và chúng ta xem phần gầm bên dưới. Đây là phần gầm. Gầm bệ của nó là khá là ổn định luôn. Không có mục mọt gì các bạn nhé, không có mục mọt gì. Rất chất lượng. Rất chất lượng luôn. Đây ạ, tiếp tục đây. Keo chỉ của nó rất ổn định với giá 250 triệu đồng. Thì các bạn bên em sẽ bao rút hồ sơ cũng như hỗ trợ vận chuyển trên mọi miền Tổ quốc cho quý khách hàng. Vậy thì quý khách hàng và quý bà con, có bác anh chị em nào quan tâm về cái mẫu Vios này ở cái tầm tiền như thế này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng để có thể là cập nhật thêm những cái mẫu xe mới về cho anh em. Tất cả đều rất là đẹp và rất xịn sò. Rất ok, rất xịn sò luôn. Tất cả tắp lô tắp ly của nó, con này thì nó đã qua dịch vụ rồi nên là cái độ bào mòn ở cái phần tắp ly này chúng ta nhìn thấy biết ngay là mở ra mở nhiều và có thể là đi nhiều. Dịch vụ thì phải đi nhiều thôi, đúng không ạ? Đi nhiều thì mới có đồ mà ăn chứ. Tất cả là những con ốc bản lề của nó còn rất là đẹp và rất xịn sò. Ok, chào anh ạ. Ra xem cái con xe Fiat của anh đi. Để đâu độ? Anh ở Nam Định ra đấy à? Vâng, chào em tí. Chào em tí. Chào em tí, em uống nước đi. Chào em tí. Rất ok cho anh em. Rất đẹp luôn, đúng không ạ? Giờ chúng ta sẽ vào trong xe và kiểm tra về cái phần khoang máy của chiếc xe. Bên trong xe thì chiếc xe thì được trang bị cục tre ABS đầy đủ hết theo xe này. Tất cả này, màn hình Android xịn sò luôn. Màn hình Android xịn sò luôn nhé các bạn nhé. Anh em nào mua thì mình sẽ lắp cho anh em cái phần cam lùi và gạt mưa phun nước của chiếc xe thì đầy đủ, vì nó có sẵn màn hình rồi thì chúng ta chỉ lắp cam lùi thôi. Ok cho anh em. Rất đẹp cho anh em. Trang bị hệ thống gương kính kỉnh điện và gương cụp xòe đầy đủ. Gương cụp xòe đầy đủ luôn các bác nhé. Hệ thống xi nhan thì được tích hợp trên gương. Rất là đẹp cho anh em. Và quý bà con nào đang có nhu cầu quan tâm về cái mẫu xe này thì hãy nhớ nhấc máy và alo trực tiếp cho em. Đây là phần ghế da. Bên trong thì ghế da màu đen, bên ngoài thì được một lớp áo ghế khá đẹp, trần nỉ nguyên bản theo xe. Đăng kiểm tháng 5 năm 2023. Rất đẹp cho anh em. Bây giờ chúng ta sẽ xuống mở phần khoang máy chiếc xe ra để kiểm tra xe máy móc của chiếc xe nó như thế nào. Nó khá ổn định cho anh em. Hệ thống đèn của nó thì khá đẹp. Hệ thống đèn thì sử dụng hàn đèn ánh sáng trắng nhá, biển Hải Phòng, khá ok cho anh em. Và giờ chúng ta sẽ mở khoang máy này lên để kiểm tra về máy. Đấy, máy Vios thì các bạn miễn bàn miễn chê về máy rồi. Được trang bị có động cơ 1.5 VVTi, máy đen. Con này thì chưa đến máy trắng thì phải đợi sau này cái 27, 26 cơ. Tất cả mặt dàn vò của chiếc xe này chưa có động chạm gì và còn rất là khô ráo cho anh em đây. Rất là khô ráo, tất cả mọi thứ của nó là rất là đẹp cho mọi người. Đó, phần lắp cabo chiếc xe cũng vậy nhé. Đấy, vẫn là mỏng dính, chưa có bả biếc gì cả các bạn này. Chưa có bả biếc gì. Đó, rất ok cho anh em. Quý bà con, các bác anh chị em nào quan tâm về chiếc xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho anh ô tô Hải Phòng qua số hotline của em là 081 666 2386 hoặc 0971 255 863. Đấy, máy không có tí hơi thừa nào các bạn. Rất là đẹp và tất cả cái phần máy của nó này còn rất là khô ráo nhé. Rất là khô ráo này, rất là khô ráo cho anh em này. Đấy, cực kỳ ok luôn. Đấy, rất là chất luôn, đúng không ạ? Đấy, em quay rất kỹ vào bên trong đây, nó sẽ có cái cụm tre ABS này. Cụm tre ABS rất là đẹp cho anh em. Vâng, quý bà con, cô bác anh chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc Vios này ạ thì có thể là đến trực tiếp cửa hàng bên em để xem và trải nghiệm, đúng không ạ? Đó, vừa rồi thì Tuấn Anh ô tô Hải Phòng cũng đã giới thiệu cho anh em về chiếc Toyota Vios 2011 số sàn bản E. Một chiếc xe tên tư nhân chính chủ biển Hải Phòng. Xe đẹp và không có lỗi gì, rất là cứng, rất là gọn xe. Và với giá bán là 250 triệu đồng thì bên Tuấn Anh sẽ bao rút hồ sơ cũng như hỗ trợ vận chuyển trên mọi miền Tổ quốc. Và lời cuối cùng thì em xin cảm ơn cũng như là gửi tới tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng em. Xin chào và hẹn gặp lại quý hàng ở những video tiếp theo của chương trình.